Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Lương Duy, anh em Vũ Trọng Tín, anh em Quốc Phong, anh em Ngọc Nguyễn, anh em Leo Nguyễn, anh em Nguyễn Đức Tài, anh em Bùi Cao Liêm và cuối cùng là anh em Duy Bùi. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Và tôi xin được nhắn gửi đến anh em Nguyễn Đức Tài và anh em Duy Bùi. Các anh em đã đăng ký hội viên được 1 năm. Chính vì thế tôi muốn có một cái món quà thay cho cái lời tri ân gửi tới anh em. Anh em muốn tôi làm bất cứ cái bộ gì thì anh em có thể để lại ở dưới phần comment nha anh em nhé. Tôi sẽ làm một cái video cảm ơn các anh em. Anh em thân mến, ngày hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi. Anh em đã chuẩn bị Tết cho gia đình đến đâu rồi? Các anh em đã về quê hết chưa? Hay vẫn còn đang ở trên thành phố, vẫn làm việc để mưu sinh? Thì tôi xin được gửi lời chúc, chúc các anh em thượng lộ bình an, trở về quê ăn Tết vui vẻ. Và các anh em đang ở thành phố làm việc, vẫn không về quê ăn Tết hoặc là về muộn, thì tôi xin chúc các anh em công việc suôn sẻ, anh em ăn Tết ở trên thành phố vui vẻ anh em nhé. Ở trên kênh của Game Today thì tôi sẽ cố gắng phục vụ anh em 29, 30, mùng 1 tôi sẽ vẫn ra clip đều để phục vụ anh em. Anh em nhé, anh em yên tâm, sẽ vẫn có cái để xem vào trong cái dịp Tết. Bởi vì thực ra mùng bây giờ thì 30, mùng 1 thì anh em thường anh em hay ở nhà, chứ anh em ít khi chúc Tết vào cái ngày đấy. Nên là anh em có thể rảnh rỗi thời gian anh em có thể vào xem. Mùng 2 tôi xin phép các anh em nghỉ ra clip. Mùng 2, mùng 3 nha anh em nhé. Tôi sẽ nghỉ đến mùng 6 tôi quay trở lại. Ok. Rồi, hôm nay là 29 Tết thì tôi vẫn sẽ cố gắng ra clip. Đấy, anh em thấy là clip vẫn được lên như bình thường. Ở trong cái con game này tôi cũng chơi vào đúng cái ngày hôm nay luôn, tức là ngày 29 Tết đấy anh em ạ. Ok, buổi chiều 29 sau khi đưa vợ con đi siêu thị về thì tôi cũng tranh thủ làm một game để buổi tối nay là tôi kịp ra clip ở trên kênh. Đấy, dạo gần đây thì nói chung là sát Tết nên là cũng khá là bận. Cố gắng là ra clip cách Nhật. Đó, hôm nay hôm qua không ra rồi thì hôm nay cố gắng ra nha anh em nhé. Rồi. Vẫn duy trì một cách đều đặn chứ không có kiểu là nghỉ bẵng đi một thời gian. Đấy. Mặc dù là không thể ngày nào cũng ra được nhưng mà tôi vẫn sẽ cố gắng là duy trì một cách đều đặn. À úi rồi. Quên mất này. Vừa lấy tôi vào mà tôi quên mất đấy. Là tôi đọc thấy tên của anh em Hoàng VM. Hoàng VM, không biết là anh em này có phải là ở trên fan ở trên kênh của tôi không. Tên rất giống một anh em là fan cứng ở trên kênh. Anh em Hoàng VM là cũng phải hội viên 1 năm rồi ở trên kênh rồi. Mà có thể là tên nó trùng nhau, chưa biết. Tôi đã chào anh em rồi và tôi đã chào một cái icon rất giống là tôi chào. Mà vẫn rất nhiều người bảo tôi là fake. Cái ông Sen Công này không hiểu sao cứ nhắc đi nhắc lại là fake đấy nhở. Có cái gì mà fake nhở? Người ta đã chào đàng hoàng, người ta đã thể hiện là cái icon rất là quen thuộc rồi. Tôi được cái là vào trong game ấy mà có ai chào tôi ấy, là tôi chào lại ngay. Đấy. Nhưng mà phải là chào đúng tên. Còn ở trong cái trận đấu này ấy, thì thực ra cái round đấy là gặp cái anh em Hoàng VM. Mặc dù là anh em không chào đúng tên tôi là Tuấn Cơm, nhưng mà cái anh em Hoàng VM này có thể là hội viên ở trên kênh nên là tôi chào luôn. Đó. Không biết là có phải anh em Hoàng VM ở trên kênh Game Today không? Có cần phải hỏi không nhỉ? tôi rất là thích khi mà vào trong game mà được gặp các anh em hội viên ở trên kênh á. Các anh em hội viên là yêu quý tôi lắm. Đấy. Đương nhiên rồi. Chỉ có yêu quý thì người ta mới ủng hộ. Đấy, và bằng tiền, bằng vật chất. Rất là yêu quý chứ không phải là chỉ là coi như là nói không. Đấy, anh em Hoàng VM không biết có phải không. Ok, để tí nữa tôi hỏi để xem là có phải anh em Hoàng VM không. Anh em Hoàng VM là, nhưng mà anh em Hoàng VM thì không gọi tôi là idol, bình thường không gọi tôi là idol đâu, không biết có phải không.
Tôi vẫn thích anh em gọi tôi là anh em hoặc là gọi tôi là ông tôi thì tôi thấy nó hay ho hơn. Đấy. Ui đao này có bị mất chuôi không nhỉ? Hình như là vẫn là có thể ăn được. Còn ba con. Còn hai con thôi. Nhưng mà hết máu rồi bạn ơi, hay quá. Được đấy. Trận này thì nói chung ấy là tôi định đánh bét đây anh em ạ. Có con rồng 5 đô rồi, tôi thường là tôi chơi cái bộ bài mà tôi thông thạo. Đấy. Lúc đầu thì có ý định đánh mét đấy, nhưng mà xong rồi nó lại ra mấy cái con Clyde. Thì không sao, Clyde có thể đá qua mét cũng được anh em nhá. Clyde cũng đá qua mét cũng được. Đấy, trận này thì thậm chí là chúng ta có thể đánh đỏ. Đấy, ra ở đây là 4 con đỏ rồi. Để xem như nào đã. Thực ra chơi đỏ ấy thì trận này cũng rất là ngon. Ngày mai 30 Tết tôi sẽ làm một cái bộ chơi cái lineup đỏ. Hôm nay thì cũng có thể chơi. Đấy. Nói chung là mấy cái ngày giáp Tết ấy, tôi sẽ cố gắng tôi chơi mấy cái lineup màu đỏ để cho nó cái gì cả. Tuấn cốm. Tôi không hiểu sao cái thằng sen công từ nãy giờ nó cứ nói fake, xong bây giờ nó lại còn kiểu cà khịa tôi ấy. Không biết thằng này có vẻ là anti không, nhưng mà từ nãy giờ thấy là có vẻ là hơi quá đáng rồi đấy nhá. Hơi quá đáng rồi đấy. Mà sao cứ phải gây chú ý đấy nhở. Rồi thôi để tôi hỏi Hoàng VM cái đã. Để tôi hỏi xem là Hoàng VM liệu có phải là cái hội viên ở trên kênh không. Bởi vì tôi thấy anh em Hoàng VM tôi đang hơi thấy là quen nhưng mà lại thấy không quen, bởi vì là cách xưng hô ấy. Anh em không gọi tôi là idol bao giờ. Nào tôi hỏi lại xem cho chắc. Ở trên kênh của tôi cũng có một vài anh em là quen gọi là idol. Kiểu anh em Phạm Xuân Ngọc chẳng hạn. Nói chung là các anh em hội viên thì tôi biết rõ là các anh em hay gọi tôi là cái gì. Đấy. Hỏi thế này cho chắc chắn này. Đấy, nói luôn là ở trên kênh của tôi có một bạn hội viên tên là Hoàng VM luôn. Ui cái gì cơ? Luân thì hỏi chấm luôn. À, lại thế cơ à? Mình có làm cái gì đâu mà sao lại phải thì hỏi chấm nhỉ? Khó hiểu thật sự. Không hiểu sao người ta cứ phải căng lên, người ta phải làm căng lên với tôi. Đấy. Làm căng thì chỉ thiệt bạn thôi bạn ơi. Thể hiện. Thể hiện cái gì đâu. Trời ạ. À, tôi chả hiểu sao họ lại có thể bắt bẻ từng cái câu chữ của tôi. Đấy. Lại gặp hai thằng anti rồi. Thôi không sao. À không, không ai đồ ơi. Đấy. Không phải rồi. Thế là biết là không phải. Không hiểu sao lại cứ phải bắt bẻ từng cái câu chữ một. Mà thậm chí là tôi cũng chả nói gì với bọn nó cả. Mà bọn nó lại cứ phải là căng lên với tôi. Ờ. Thôi thì được rồi. Thì nói chung là nếu mà cứ thích thế thì mình cũng tí bạn chiều các bạn thôi. Có gì đâu. Rồi. Một trận đấu vui vẻ chiều 29 Tết nhưng mà lại phải đánh mắc binh. Chán thật sự. Tôi nghĩ là tôi sẽ vào một con game tôi chiêu chiêu đánh nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nhưng mà cũng không được. Ok, lấy cái Blink. Slot này random đó. Cái tinh thể mana nó chỉ dùng được nói chung là một cái thôi. Nó không stack anh em ạ. Còn chia ra thì rõ ràng cái Blink ngon hơn. Bởi vì cái tinh thể mana ấy nó chỉ tăng 40 mana giai đoạn đầu game thôi anh em ạ. Chứ là chỉ được một lần thôi. Còn cái Blink ấy thì hết cooldown nó nhảy phát nó lại được tăng tiếp. Nên là rõ ràng là cái Blink nó ngon hơn. Cái tinh thể mana. Rồi. Ô trời gì nhỉ. Bài ra hơi lộn xộn. Mặc dù là có human rồi đấy nhưng mà trông có vẻ hơi đuối. Từ từ đã, bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ phải xem đối tượng cần phải focus. Tôi được cái thù dai nhớ lâu lắm anh em ạ. xem nào. Sen công. Sen công và Luân nhá. Hai thằng này phải chú ý cẩn thận. Luân là chơi Witcher.
Sen công, ok rồi. Cứ biết thế đã, tính sao. Đây rồi, Sen công này. Ấy à, hai con Thunder rồi à, khả năng chuyển mết không sao bạn ơi. Rồi ok. Ấy à, cũng có chuối, chuối thua 7 đấy, chuối thua cộng 8 rồi kìa, tiền nhiều nha. Trận này trông không giống như là chơi Clive anh em ạ. Không thấy ra con nào luôn. Có khi thôi. Thôi anh em ạ, chuyển sang rồng ấy. Chơi chơi mết rồng nhá, chơi mết rồng ấy, bộ thông thạo. Chơi mết rồng ấy. Mà chưa chắc đã là mết rồng cơ anh em ạ. Tôi nhìn trông cái màu bài này nó cũng chưa giống lắm. Nó phải như nào cơ, chứ còn như này thì trông nó có vẻ hơi đuối đấy. God Warlock thì sao? God Warlock bây giờ ra một con ác mộng thì đập trứng luôn, chơi God Warlock luôn phải không? Sơn đẹp trai, sơn đẹp trai là Aegisid. Thôi nói chung là mấy cái ông này thì mình cũng chả quan tâm lắm. Chỉ quan tâm đến mấy cái thằng mà nó cứ kiểu nó có cảm thấy là cần phải có cái sự chú ý, cái chú ý cho tôi ấy, thì tôi mới chú ý thôi. Nên là tôi cứ để ý cái thằng Luân này. Anh em nhá, Luân với cả cái thằng Sen Công à? Sen Công. Rồi từ đã. Thế này tôi lại thấy là có vẻ đang có một chút màu 9m, 9m fake. 9m fake. Ra con Doom à. Rồi không sao. 9m fake. Và chúng ta có thể chơi ác mộng cũng được, nhưng mà phải ra Grim. Ok, giữ chưa ra 15 thì tuyệt vời rồi. Bây giờ có thể là chúng ta sẽ mất chuỗi thì cũng chấp nhận thôi. Ok. Úi giời, lại ra một con thuyền trưởng này. Hay là chơi 9 Warrior. Trận này 9 Warrior thì có Lancer. Đồ này thì cũng chưa biết. Tí nữa dồn đồ thì tôi cũng sẽ vứt hết mấy cái đồ này thôi. Nên là chúng ta cũng có thể chơi 9 Warrior được. Tốt nhất là chúng ta sẽ up lên level 8 sớm anh em ạ. Lên level 8 sớm mà ra Lancer thì có khi là chúng ta quay xe. Đấy, quay xe để xem là 9 Warrior thì có được không. Nhưng mà 9 Warrior thì cũng phải xem là đối thủ là chơi cái gì nhá. Vừa nãy là tôi thấy là có người là có ý định chơi Witcher ấy. Sen công mà chơi Witcher đấy anh em. Đấy. À không, nhầm, Luân. Luân là chơi Witcher đấy. Còn Sen công khả năng là chơi mết bởi vì có hai con Thunder Spirit. À, tôi nghĩ là sẽ chơi mết thôi. Có thể là 9m fake hoặc là có thể là chơi là 9m 5 rồng. Bởi vì cái trận này 9m 5 rồng nó rất là ngon. Tôi là khi mà tôi bật truyền thuyết lên là tôi là có ý định là chơi 9m 5 rồng luôn đấy. Nó rất là ngon luôn. Bài 9m 5 rồng trận này tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó có ra hay không thôi anh em ạ. Cái vấn đề là có ra hay không thôi. Ok, là cái chống trận nhé. Đây, chống trận này. Rồi, round này tôi sẽ lên 8. Lên 8 kẹp hai con Kunkka và tôi sẽ bỏ cái con Swordman tôi thay bằng con Storm Shaman để tôi lấy cái đỏ cũng như là cái khống chế. Rồi, ở đây có trượng phép thuật này, ngon này. Nói chung là mình vẫn hướng đến là chơi mết. Đấy. Tất nhiên là nó có thể là 9m đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là 9m, chỉ còn mết 5 rồng hơi khó. Mết 5 rồng hơi khó. Bây giờ chưa ra già. Chưa ra già. 9m thì thực ra là vẫn khó. Bởi vì là bây giờ vẫn chưa ra được cái con Thunder Spirit. Nó vẫn khó. Đấy, mà trận này tôi thấy là cũng có người chơi Warrior rồi này. Cũng có người là có ý định chơi War rồi.
Từ từ đã, trận này có mết. Có mết đấy. Có mết và có Witcher nên là chơi cái gì thì cũng phải thận trọng. Nhất là mấy cái bộ tăng cơ phải thận trọng. không lên chốt luôn. Từ từ đã. Đây rồi, Grand Herald này. Được. Thôi bán mấy cái con Clyde đi. Chắc là không ra đâu anh em ạ. Không ra đâu. Tôi sẽ thay con này ra. Ok. Bán đi đâu. À, ui dồi ôi, trận này còn có cả Gladiator này anh em này. Càng phết nhỉ. Tầm này ăn được Gladiator không? Chắc tôi nghĩ tôi vẫn ăn được đó. Có con Flame nó gánh đam tôi rồi. Ok. Chúng ta vẫn đang có những cái cuốn sách ở mũi đào, nhưng mà tôi sẽ dùng hết. Ây à, có lên đập trứng luôn cho con Doom không nhỉ? Đập trứng luôn cho Doom đi. Ok. Phải giữ lấy cái lợi thế đang đánh chuỗi thắng. Rồi tôi đập trứng luôn. Rồi. Con Doom này nó cũng được hưởng đỏ với cũng được hưởng cái bộ Warrior. Đấy, chúng ta có khá nhiều khống chế ở đây. Ui gặp Hoàng VM này. Chơi bộ Aegisid. Aegisid kẹp Hunter à? Ui ôi thì khả năng thua rồi. Khả năng thua rồi. Bộ này dồn đam kinh quá. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng rồi. 6 Aegisid anh em ạ. Trừ 50% máu. Càng phết nhỉ. 6 Aegisid dồn đồ cho cung đen. À đây, ui rồi. Ra muộn quá, ra muộn quá. Ra muộn quá. Round tiếp theo chúng ta gặp thằng Luân đấy. Anh em nhá. Round tiếp theo gặp thằng Luân. Ok không sao, tôi đã có con Doom rồi. Doom 2 sao gánh cho tôi. Yên tâm. Thằng Luân này là cái thằng mà tôi focus vào, tôi sẽ phải chú ý thằng này rất là nhiều. Ui già hai à. Già hai. Già hai ăn Doom luôn. Già hai Thunder 2. Căng nhỉ. Cũng ghê đấy. Cũng ghê đấy. Thì ra là bạn chọn cái chết. Ok. Rồi. Bây giờ có lên cho 6 mét vào không? Thực ra là bây giờ nếu mà ra già tôi lại có ý là tôi lại quay sang là 5 rồng anh em ạ. Lại không chơi fake nữa. Lại chơi 5 rồng thôi. Ra con già rồi. Ra con già mà chúng ta lại còn có cả 6 mét sẵn ở đây rồi. À đâu, vẫn thiếu một con à. Vẫn thiếu con Thunder mới đủ 6 mét. Nhưng mà thôi không sao. Không sao. Còn sen công, còn sen công. Có hai con Thunder 2 sao. Ừ vậy đấy. Bài của nó đều to hơn bài tôi anh em ạ. Nó đánh cùng bộ á. Tôi thấy cảm giác là nó đánh cùng bộ á. Hai con Thunder kia nếu mà là tôi sẽ chuyển nó 9 mét thằng Ryu. À 9 mét thằng Fake. Nếu mà là tôi sẽ chuyển sang chơi hàng Fake. Nhưng mà có thể nó cũng đang counter tôi đấy. Anh em ạ. Thế nên là nó sẽ không chơi fake đâu. Ok này cái nhẫn này đi. Chơi bắn trưởng thì lấy mấy cái đồ bắn trưởng thôi. Rồi một quả trứng một con Thunder này. Chúng ta sẽ có 6 mét. Ok 6 mét up 9 thôi. Up 9 tôi có lẽ tôi sẽ giải tán mấy cái con này. Chúng ta chơi hàng Ryu luôn anh em nhé. Không chơi hàng fake. Rồi. Mặc dù là ra con cây hai con cây đấy nhưng mà thôi. Mình có 5 mét à. Quả trứng này.
Đây, cho con này thay cho con Kunka, chúng ta sẽ có 6m. Còn Doom thì chắc chắn là tôi sẽ phải giữ lại rồi. Doom counter khá là nhiều đội hình hiện tại. Rất nhiều nhà bắn trưởng nên là chúng ta cần một con Doom. Ok, trận này Greater chắc súng hố mất. Trông thằng Greater này có vẻ sắp súng hố rồi. Trận này quá nhiều nhà counter vào Greater. Rồng này. Nhưng mà đập trứng cho con rồng này có vẻ hơi phí nhỉ. Bởi vì rồng này không có đồ. Rồng không có đồ này, nếu mà bây giờ đập trứng cho con rồng thì thực sự là rất là lãng phí. Nên là tôi nghĩ là con rồng này thôi kệ đó. Tự lên 2 sao. Không đập trứng đâu. Tôi để dành cái quả trứng này. Rồi vậy là bây giờ là chúng ta sẽ định hình được rồi. Có Witcher nhá. Witcher này, Greater đâu rồi? Greater đâu rồi? Greater bây giờ là ấy rồi à? À, Greater chuyển sang Witcher anh em ạ. Dã man. Chuyển muộn thế. 22 rồi mới bắt đầu chuyển. Greater chuyển sang Witcher. Khổ. Chắc là cũng giữ mấy cái con Glacier các thứ để chuyển sang thôi. Glacier Witcher anh em ạ. Rồi. Nói chung là cái tầm này tôi ok rồi đấy. 6m rồi. Ấy à, Battleman này. Con này cũng phải lấy nhá. Con này phải lấy. Nhưng mà lấy thì bây giờ cho con gì vào? Bây giờ nếu mà lấy con này thì chắc là tôi lên 10 luôn. Con này là 5 đô là tôi cũng phải cho vào luôn. Chứ tôi không để ngoài, nó đủ tiền rồi. Lên 10 luôn, kiếm 5 đô anh em ạ. Chơi bằng 5 đô thôi. Chơi bằng 5 đô. Ơ cái thằng nào nó sang nó soi nhá. Counter à? Counter à? Có phải counter không? Bạn nào sang soi counter thì nhớ nói trước nha, để con biết được còn chuẩn bị. Không biết là ai vừa sang nha, không kịp nhìn, không kịp nhìn. Rồi. 9 warrior. 9 warrior vô tư. 9 warrior vô tư bạn ơi. Trận này nói chung ấy là chơi 9 warrior là sai lầm đấy. Sai lầm đấy, trận này tôi thấy nhiều bộ counter 9 war lắm. Không lên chơi 9 warrior. Toàn nhà mết. Nhà mết rồi còn Aegis các thứ mà chơi warrior khả năng toang cao. Cả Witcher ơ chứ. Nhà Witcher bây giờ còn có 8 máu kìa. Witcher còn 8 máu 50 tiền làm sao xả lỗi nhờ. Xả hết được nhờ. 8 máu 50 tiền kìa. Witcher bây giờ gặp cái thằng rồng mết thì chắc đi. Nhưng mà cái thằng rồng mết chính là tôi đây. Đây, có gặp lại thì chắc là đi rồi gì nữa. 8 máu thì trụ làm sao. Đúng không? Witcher kìa. Ui rồi ơi, Witcher kia. Witcher còn vô lần còn chưa lên được 2. Ok bạn ơi, ok bạn ơi, ok bạn ơi, ok bạn ơi, ok. Càng ấy nhở, càng ấy nhở. Ui rồi. Ui rồi ôi, vẫn ăn được anh em ạ. Gặp ngay thằng Sen Công. Witcher gặp Sen Công bay màu. Ui lại rồng này anh em này. Rồng 3 chăng? Rồng 3, bây giờ là có 5 con rồng rồi. 5 con rồng rồi, chỉ còn 4 con nữa thôi. Được đấy. Được đấy. Ui, Lancer này. Con này cũng phải lấy. Cái con Lick. Mua con này đi. Con Lick này chắc là tôi sẽ bỏ cái con để xem nào. Bỏ thì ok. Từ tí nữa kiếm wizard sau vậy. 6m cái đá này. Còn lâu chúng ta mới lên được 11. Nhưng mà trận này khả năng là cũng sẽ cố gắng lên 11 thôi. 11 con, 11 slot. 11 slot. Hoàng VM. Hoàng VM kẹp cá. Aegis kẹp cá. À ui đây rồi, đủ bộ rồng rồi này anh em này. Đủ bộ á. Thôi bán cái này đi. Tôi sẽ phải bán để tôi lấy cái slot anh em ạ. Roll tiếp. Roll mấy cái nữa. Chúng này chưa biết đập cho con nào. Úi rồi lại trứng này.
Ây à, tôi bán nó rồng như vậy. Được. Mặc dù là có thêm một cái con rồng lửa đấy, thêm con rồng lửa nhưng mà thôi, ưu tiên trước thì vẫn là phải form đội hình đã, rồi lấy cái đại bác chí mạng đi. Bây giờ rồng lên được 2 sao nên là phải ưu tiên đồ cho rồng anh em ạ. Đại bác chí mạng đã. Này đây. Trận này có hai người chơi Exit. Trận này là có Sơn đẹp trai và Hoàng VM là chơi Exit này. Nhưng mà khả năng Sơn đẹp trai bay màu ra này rồi. Ây à, bắn đau luôn. Tôi nghĩ lại là cái con rồng ấy tôi sẽ không lên 3 sao đâu anh em ạ. Tí nữa khả năng phải xoay bài đấy. Tôi nghĩ lại rồi. Đúng với cái bộ Exit nó không đơn giản như thế đâu. Chúng ta sẽ phải xoay bài. Lên game khả năng cao là chơi 95 rồng gặp mấy cái nhà mà bây giờ đang có ý định là tôi thấy là có ý định là chuyển sang cá. Đấy. Mà cá thì rất có thể nó sẽ là 6 cá đấy anh em ạ. Nói chung là đánh cẩn thận an toàn nha anh em nhé. Đánh không có tham quá một cái đội hình. Kiểu như là chúng ta cứ phải lên cái con rồng 3 hay con già 3 để trong cái bộ 9m ấy. Không, tí nữa mà kiểu xoay bài ấy nó cũng không có tiền mà xoay. Với cả có xoay thì cũng kiểu như là lãng phí ấy. Đấy anh em thấy không? Tôi tính cả rồi. Không lên chơi con rồng. Cái bộ 6 cá nó cực kỳ counter vào cái bộ 5 rồng luôn. Nó counter hơn cả mét luôn ấy. Ví dụ chúng ta trên mét nhá, chúng ta cũng phải một lúc chúng ta mới bắn trưởng. Nhưng mà cái bộ 5 rồng này một phát vào, phát ào, phát trưởng luôn ấy là nó phản cho chết. Nên là thôi, không ham anh em ạ, tí bán rồng đi thôi. Bây giờ là cái lúc mà chúng ta cần phải giữ máu đấy. Anh em ạ, bắt đầu đuối rồi. Các cái nhà kia người ta đã bắt đầu chuyển dần rồi. Đấy, anh em thấy không? Hai nhà 6 cá nhá. Một nhà là chơi 9m. Hàng Riu, không phải là hàng Fake. Mà là 9m hàng Riu kia khả năng bay màu trước tôi. Cái thằng Luân là nó cao tơ tôi vãi đái luôn. Nó chuyển sang 6 cá luôn. À, thằng Sen Công. Thằng Sen Công thì chắc là đi trước rồi. 43 máu chắc chắn là đi trước tôi. Đây là ai? Gặp thằng này thì mất khá máu ấy nhá. Đùm đúng vào cái con gấu á. Đùm không đùm vào già, đùm vào gấu á. Ấy, thấy chưa? Ui dùi, đẩy 25 máu luôn. Gặp 6 cá đấy anh em ạ. Gặp 6 cá căng lắm. Đây rồi. Có lẽ là sẽ phải cho con Lancer vào gánh quả này đã. Sẽ phải là cái con này gánh anh em ạ. Từ từ đã để xem nào. Như này đi. Này đi. Ok. Này không? Này được hơn không? Dồn đồ cho Lancer đi. Rao 29 rồi. 56 máu. Con Lancer này có thể nó sẽ trụ với tôi được một lúc. Gặp 9m hay là gặp cá đều có thể trụ được. Úi dồi ôi, Thunder 3 với chúng tôi. Thôi xong rồi. Xong rồi, đẩy nhiều luôn. Thằng Sen Công này khả năng là về top 4 chứ hỏi top 3 đâu. Hai cái thằng còn lại là 6 cá. À úi dồi ôi, nó sẽ về top 3 bởi vì thằng Luân bay màu. Ố, thế bay màu rồi à? Ui giời, ôi giời ơi, bay màu sang đây xem luôn đấy hả? À, hóa ra là như thế à. Rồi, ở lại chứng kiến tôi biểu diễn nhé. Muốn là đấm tôi, vừa lấy thằng này muốn đấm tôi lắm ấy. Kẹp 6 cá vào để ăn tôi. Nhưng mà không ăn được anh em ạ. Tôi tính rồi. Thực ra là bây giờ ấy, tôi có cái nhu cầu lên 11 nên là tôi vẫn chưa có làm gì thôi. Tôi vẫn sẽ trụ nha anh em nhá. Tôi vẫn sẽ giữ đội hình tôi trụ. Đội hình này trụ được, yên tâm. 56 máu ít nhất là về top 2. Chắc chắn là phải đi sau hai thằng anti. Ok, rồi là cái xích. Rồi là cái xích đã. Rồi chúng ta chỉ còn 2 lần chiến thắng nữa thôi.
Nếu mà giả sử như thua từ bây giờ ra 35 thì tôi vẫn có thể lên được 11, yên tâm anh em ạ. Bây giờ lấy là lấy đồ cam thôi, chứ còn tôi không lấy mấy cái đồ, một là đồ tím, hai là đồ cam, chứ còn không lấy mấy cái đồ ở cái đồ xanh dương với cả mấy cái đồ ở phía dưới nữa anh em ạ. Nhá. Ok chưa? Rồi, cho đồ tím đi. Chén thánh hay là Shadow nhỉ? Shadow Blade à? Chén thánh đi. Tôi nghĩ là cái chén thánh nó sẽ giúp tôi trụ lại. Shadow Blade hơi mỏng. Shadow Blade hơi mỏng, nói thật. Chén thánh cho con Lancer. Con Lancer nó đã có đồ đâu. Lancer chưa có đồ anh em ạ. Cần có đồ đã. Bây giờ là đang chuyển hóa từ mết sang là bánh tay đấy anh em. Tôi tính rồi, gặp mấy thằng này thua hết đấy mà. Mà thua ít hay thua nhiều thôi. Đấy, anh em thấy nó lổ chưa ạ? Nổ 6 cá đau lắm anh em ạ. Cố gắng là giữ máu thôi. Đấy. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Đấy, sen công như 9 mét là bay màu rồi. Rồi, bây giờ là thực ra là đến cái đoạn này thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có chuyển được cái gì cả. Như này đi. Này đỡ hơn đấy. Đỡ hơn đấy anh em ạ. Già Phọt trưởng tôi sợ Phọt phát là bay cả đội hình chúng ta luôn. Tốt nhất là không nên cho con già là Phọt trưởng. Đánh tay nhẹ nhàng thôi. Còn cái đống trên này tôi nghĩ là thôi, không có rồng giết gì nữa. Bây giờ khả năng là chúng ta sẽ giải tán mấy cái thằng mết này đi. Nếu lên được 11 thì sẽ là 9 mét. 9 mét kẹp với cả Lancer thì nói chung là cũng không ăn được đâu. Tôi nghĩ là không lên 9 mét kẹp Lancer, nhưng mà trận này không có rớt. Có rớt thì mới chơi. Không có rớt không nên chơi. Không có rớt thì chúng ta hãy chơi, chúng ta chuyển luôn. Chúng ta chơi co là Lancer nhá anh em nhá. Nếu mà có rớt thì tôi vẫn chơi 9 mét đấy. 9 mét là không sợ 6 cá late game đâu. Nó chỉ sợ ở giai đoạn giữa game thôi. Late game nó chuyển 9 mét sang kiểu dạng đánh tay sợ gì đâu. Nhưng mà thôi, trận này không có rớt nên là tôi tính lại. Tính lại, chuyển này, trận này chuyển. Lancer này chúng ta sẽ chuyển sang một cái bộ mà co đánh Lancer mạnh nha anh em nhá. Tôi nghĩ nó sẽ là Warlock. Hợp lý đấy. Warlock là một trong những cái lineup mà Lancer này nó làm co rất là ok. 9 Warrior hoặc là Warlock thôi, nhưng mà Warlock vẫn là ok hơn. Tôi nghĩ là Warlock vẫn ok hơn so với 9 Warrior. Round 33 rồi, yên tâm anh em ạ. Sắp được rồi. Sắp đến lúc mà chúng ta có thể lấy thêm được hai cuốn sách nữa. Mỗi nào mất khoảng chục máu. Đấy, round 34. Ok, roll dần đó. Round 34 rồi. Berserker à? Được, con này được. Lấy Berserker vào tí nữa chuyển sang 9 Warrior được không? Hay là 6 Glacier. 6 Glacier cũng tốt. Nhưng mà ngon nhất thì vẫn là Warlock, bởi vì trận này có Bad Omen rồi. Anh em ạ. Có Bad Omen rồi. Tôi nghĩ là ngon nhất là sẽ là Warlock thôi. Tí đấm với cái nhà này. À, 6 cá càng ấy. Sáu cá lổ đau thật sự ấy. Anh em thấy không? Lổ gần như là chết. Con nào mà đứng cạnh là chết ngay. Con Lancer đứng xa, may con rồng của con Lancer đứng xa bắn được mấy phát. Round này chỉ lọt một con thôi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Đủ máu để chúng ta có thể xoay được rồi. Ok, rồi, kiếm human đã. Sao Reaper lấy được này. Sailing Assassin à. Ok. Rồi, từ từ đã, mấy cái con khác từ từ đã nha. Human đã, human đã, human đã. Kiếm human đã anh em ạ. Già thôi, bỏ qua thôi. Con này tí bán luôn. Đây rồi. Ok, bây giờ chúng ta bỏ rồng ra. Rao này chúng ta bỏ rồng. Đủ 6 human mà đã này. Chắc chắn là round này là lên được 11 rồi nhá. Đấy, xong rồi round sau.
Sau chúng ta sẽ có 50 giây để chúng ta chuyển bài. 50 giây để vừa bán, vừa chốt đồ, vừa xoay bài sang Warlock. Kịp không ai? Phải hết sức là nhanh đấy. Siêu pha lê. Ok. Rồi, nhanh thôi anh em ơi. Nhanh nào. Warlock, đây rồi. Wizard đây này. Warlock. Đây, cho con này vào thay. Cho xin Warlock bạn ơi. Đây rồi. Thiếu một con. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đủ rồi anh em nhá. Ok. Nói chung ý là bây giờ mình chuyển sang cái bộ này ý, thì cũng không cần bọn kia nó phải có sao đâu, có hai sao đâu. Một mình con Lancer là gánh hết anh em ạ. Vấn đề nó là đúng cái bộ đấy thôi. Khi mà chúng ta lên được đúng cái line up counter thì chúng ta ăn được. Yên tâm. Rồi, tạm thời thì đồ chưa thể rèn được nên là tôi sẽ cho những cái con mà nó đang chưa có đồ dùng. Lao sau đã rèn đồ anh em nhá. Yên tâm, kịp rồi. 6 Warlock là ăn được mà. Trời ơi. Vừa lấy tôi thua là bởi vì tôi chưa muốn thôi. Tôi chưa muốn thắng thôi anh em ạ. Tôi muốn lên 11. Tôi muốn lên 11 cho nó mắc binh. Lên 11 thì nó sẽ là gì? 6 Glacier, 6 Warlock đấy anh em ạ. Chơi được nha. 6 Glacier, 6 Warlock ở level 11. Đó. Rồi, cứ từ từ bình tĩnh. Đây. 6 Glacier, 6 Warlock hoặc chúng ta có thể chuyển sang Witcher nó vãi đái luôn. Witcher nha, có sẵn ở đây là đấy. Kiếm hồn là lên được 2 sao rồi, chưa thèm chơi. Đây này. Nếu mà Witcher ấy, chúng ta có thể chơi là gì? 6 Warlock kết hợp với cả 4 Witcher. Sát thương chuẩn luôn. Cho cậu sợ luôn. 6 Warlock kẹp với 4 Witcher kẹp 2 Glacier. 6 Warlock 4 Witcher kẹp 2 Glacier. Vẫn thừa slot luôn. Quá là ok. Đánh như thế có khi nó còn khỏe hơn ấy. Khỏe hơn là Glacier luôn. Đằng nào cái con Lancer này lúc thấp máu nó cũng đánh nhanh anh em ạ. Đấm rất đau. Mà sao con Lancer của tôi nó có thể đấm chậm hơn được cái con cung đen nhỉ? Điều thật đấy. Lancer đánh còn chậm hơn cung đen. Ok, cứ từ từ chuyển thôi. Bây giờ không thua đâu. Cứ từ từ chuyển sang Glacier. Nếu mà cái con chúa quỷ, à cái con kiếm hồn nó lên được thì chúng ta sẽ chơi là cái bộ Witcher anh em nhé. À, Glacier này. Nhưng mà thôi, từ từ đã. Để lên được 2 sao hết đã anh em ạ. Từ từ. Full 2 sao cái đã ở tính. Full 2 sao Warlock đã ở tính anh em nhé. Chả cần phải vội. Anh em nhìn này. Thấy chưa? Đấy. Chuyển sang cái ok ngay. Sợ gì, sợ gì, đồ nó còn khỏe hơn đồ của tôi luôn nhá. Đồ của tôi bây giờ nó vẫn đang hơi lửa ma, lửa lạc, lửa mỡ ấy. Nó vẫn còn đồ bắn trưởng. Từ từ đã, mấy cái con Warlock này full đã. Full 2 sao cái đã anh em ạ. Mình tới. Từ từ quên, bỏ cái này đi chứ. Đó. Đập trứng luôn cho kiếm hồn luôn. Tôi sợ rao này là hết rồi anh em ạ. Không còn rao nữa đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là hết rồi. 8 máu này trụ làm sao nổi nhỉ. Úi dồi ôi anh em ơi. Không trụ rồi. Thôi đi rồi, 8 máu chắc chắn đi rồi. Ui giấy, chưa kịp 6 Glacier, 6 Warlock. Suýt nữa thì tối thượng anh em ạ. Mất công lên 11 nhưng mà chưa xoay được.
Đối thủ chết nhanh quá, hơi đáng tiếc anh em ạ. Đấy, thường là những cái trận đấu mà có người vào cứ bảo tôi fake ấy, là tôi sẽ chứng minh bằng kết quả trận đấu. Thế thôi. Thế anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những siêu phẩm hay nhất của tháng 2, chơi Clive, một cái bộ rất là out meta nhưng có thể counter vào cái bộ meta God Ác Mộng 3 sao, hàng phục con ác mộng cực kỳ hay luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải với một con chiến thần xích thố 3 sao quay trở lại anh em nhá, kết hợp với bộ 6 bit ngựa, kết hợp với 6 bit chiến thần xích thố, một gõ là tiễn một em lên bảng, cực kỳ khỏe, hay lắm. Anh em xem đi nhá, anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.